Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Hello everyone, welcome back. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của chúng ta. Và buổi học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào Skills 2 với kỹ năng Listening and Writing, kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Và không để chúng mình đợi lâu thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài đầu tiên luôn. Listen to a boy talking about changes in his village and take the changes he mentions. Có nghĩa là nghe một bạn nam nói về những thay đổi trong làng của bạn ấy và đánh dấu tích vào những cái thay đổi mà bạn ấy có đề cập tới, được chưa nhỉ? Vậy thì đầu tiên, đáp án A. The roads in the village có nghĩa là, và mình có từ mới đó là road. Road ở đây là con đường, được chưa nhỉ? Và ở đây sẽ là những con đường ở trên những con đường làng ấy thì nó sẽ có thay đổi như thế nào? Liệu là bạn ấy có nhắc đến không? Chúng mình sẽ nghe xem nhé. Đáp án B này. Electrical appliance có nghĩa là những cái thiết bị điện, được chưa nhỉ? Ví dụ những cái thiết bị điện ở trong nhà như là cooker này hoặc là washing machine này, kiểu dạng như vậy, được chưa nhỉ? Tiếp theo đáp án C. Means of transport có nghĩa là phương tiện giao thông, được chưa nhỉ? Phương tiện giao thông thì có thể là car này, motorbike này, bike, đúng không nhỉ? Vậy còn đáp án D, entertainment có nghĩa là giải trí, nghĩa là ở làng của bạn đấy thì đã có entertainment center chưa, có trung tâm giải trí chưa, liệu bạn ấy có nhắc đến không thì chúng mình cũng sẽ nghe xem nhé. Tiếp theo đáp án E, school, cái này thì dễ rồi đúng không, là về trường học thì nó có sự thay đổi gì không này. Đáp án tiếp theo F, visitors có nghĩa là du khách, khách du lịch, là liệu là làng bạn đấy thì có nhiều khách du lịch đến hay không, nghĩa là hồi xưa thì thế nào còn bây giờ thì như thế nào, thì đó sẽ là sự changes, sự thay đổi, được chưa nhỉ? Tiếp theo bài số 2 là listen again and say if the sentences are true or false. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cứ phân tích bài số 1 và bài số 2 để chúng mình sẽ chữa một thể nhá. Đối với bài số 2 thì chúng ta có câu số 1, chúng ta sẽ cùng phân tích này. Đề bài của bài số 2, nghe lại một lần nữa và xem vào những cái câu sau là đúng hay là sai. Đúng thì chúng ta sẽ là true and false thì sẽ là sai, được chưa nhỉ? Ví dụ câu đầu tiên này. Nobody lives in an earthen house now. Và mình có từ mới là earthen house có nghĩa là nhà là bằng đất, được chưa nhỉ? Nhà đất đó. Tiếp theo này. Vậy câu số 1 sẽ có nghĩa là gì? Không còn ai sống ở nhà đất bây giờ nữa, bây giờ không còn ai sống ở nhà là bằng đất nữa, được chưa nhỉ? Câu số 2 này, the village has electricity now, là bây giờ thì làng thì đã có điện rồi, được chưa nhỉ? Có điện, electricity này. Và câu số 3, horses are still the only means of transport in the village, có nghĩa là gì? Là ngựa thì vẫn là cái phương tiện giao thông duy nhất, only, duy nhất ở làng, được chưa nhỉ? Câu số 4, the children used to go a long way to school. Và mình có cấu trúc là used to verb, có nghĩa là đã từng làm gì, nghĩa là bây giờ thì không còn làm nữa, được chưa nhỉ? Vậy câu số 4 sẽ là trẻ con thì đã từng phải đi bộ rất là một quãng đường xa để đến trường, được chưa nhỉ? Go a long way. Tiếp theo câu số 5 này. More visitors are coming to see them, có nghĩa là có nhiều du khách thì đang đến làng để tham quan hơn, được chưa nhỉ? Đó là câu bài số 2 và bài số 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nghe hai lần. Lần đầu tiên thì chúng mình sẽ tập trung vào những cái changes ở bài số 1, được chưa nhỉ? Những cái thay đổi ở bài số 1 để xem là bạn đấy có nhắc đến những cái thay đổi gì. Và lần thứ 2 thì chúng mình sẽ nghe và check là những cái statement này là true or false, được chưa nhỉ? Và sau đó thì cô sẽ cùng nghe, dịch và chữa nhé. Ok, và bây giờ thì cô sẽ bật băng lần đầu tiên. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to a boy talking about changes in his village and tick the changes he mentioned. Village. My parents often tell me stories about their life in the past. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village.
We don't use oil lamps anymore. We have electric lights, which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên để chúng mình làm bài số 1 này. Và bây giờ chúng mình sẽ làm bài số 2, sau đó thì chúng mình sẽ check nhé. Listen again and say if the sentences are true or false. Ok, và chúng mình nhớ này, những cái, ví dụ như là nobody lives in an open house now, nghĩa là không còn một ai sống ở nhà, nhà làm bằng đất nữa. Vậy keyword ở trong câu số 1 sẽ là gì? Là Austin House. Từ chưa nhỏ chúng mình sẽ nghe xem là chúng mình bắt được cái Austin House ở đâu này. Tiếp theo này, câu số 2 là electricity, đúng không? Nó sẽ là keyword để chúng mình sẽ nghe, bắt xem là electricity ở đâu. Và để xem là nó có true or false hay không. Tiếp theo này, câu số 3 này, horses are the only means of transport. Thứ nhất là sẽ phải là only, liệu check xem là nó có phải là cái phương tiện giao thông duy nhất không hay là còn cái khác. Và tất nhiên keyword nó sẽ phải là horses, được chưa nào? Câu số 4 này, the children used to go a long way to school. Và mình nhớ này, đây là used to, là đã từng, nghĩa là mình check xem là bây giờ còn đi hay không, được chưa nhỉ? Còn phải đi một quãng đường xa hay không. Câu số 5 này, more visitors are coming to see them. More, mình sẽ check xem là có phải là có nhiều hơn hay không. Bởi vì keyword ở đây sẽ là visitor, được chưa nào? Rồi, chúng mình sẽ nghe lại lần nữa này. I live in a mountain village. My parents often tell me stories about their life in the past. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Okay, mình đã nghe đấy từ earthen house, được chưa nhỉ? Earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don't use oil lamps anymore. We have electric lights, which are much brighter. Ok, mình có nghe thấy từ keyword là electric, đúng không nhỉ? More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. Ok, mình có nghe thấy từ keyword là horse. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school. Ok, mình có nghe thấy school này, và a long way. Which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life. Ok, và mình cũng có nghe từ visitor, đúng không nhỉ? Vậy đó là hai lần nghe để chúng mình tự làm này. Và bây giờ cô sẽ cùng nghe và check giúp chúng mình nhé. Ok, câu số 1 trước này. Chúng mình sẽ cùng chữa câu số 1 và câu số 2 luôn nhé. Skills 2. Listen again. I live in a mountain village. My parents often tell me stories about their life in the past. Ok, và bạn ấy nói rằng I live in a mountain village. Tôi sống ở một ngôi làng ở vùng núi. Và my parents often tell me stories about their life in the past. Có nghĩa là bố mẹ của tôi thì thường kể chuyện cho tôi về cuộc sống của họ ở hồi xưa, đúng không? Trong quá khứ. Not much like the village I can see nowadays. That it's not much like the village I can see nowadays. Có nghĩa là nó thì giống như là không giống như cái như ngôi làng mà tôi có thể nhìn thấy ở bây giờ. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Okay, và bạn ấy nói rằng some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Okay, mình có cái earthen ones, đúng không? Earthen ones ở đây nó sẽ là earthen houses. Vậy ở đây bạn ấy nói rằng một vài
người dân bây giờ thì đã sống ở bây giờ thì có bây giờ thì sống ở ngôi nhà bằng gạch rồi thay vì là nhà bằng đất, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây nobody lives in an earthen house có nghĩa là không một ai thì còn sống ở nhà đất nữa, thì có đúng không nhỉ? Sai, đúng không? Bởi vì sao? Vẫn có người sống ở nhà đất, đúng không? Chỉ là một vài người thì sống ở nhà làm bằng gạch thôi, chứ không phải là tất cả mọi người đều sống ở nhà làm bằng gạch, đúng chưa nhỉ? Vậy câu số 1 ở đây là false. Ok, mình nghe tiếp này. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Ok, và bạn ấy nói rằng our houses are better equipped with electric fans and TVs. Có nghĩa là và nhà của chúng tôi thì bây giờ đã được trang bị với những cái quạt điện và TV rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì nếu mà là có quạt điện và có TV thì chắc chắn là nó sẽ có điện rồi, đúng không? Vậy câu số 2 chắc chắn là 2 là đúng này. Bây giờ thì đã có điện rồi, electricity này. Vậy thì bạn ấy có nhắc đến những cái thiết bị điện ở trong nhà không? Có, đúng không nhỉ? Và ok, the electrical appliance. Nó chính là TV này, electric fans, được chưa nhỉ? Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. Ok, và thanks to the TV, we now know more about life outside our village. Có nghĩa là gì? Là nhờ có TV thì giờ đây chúng tôi biết nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài ngôi làng của chúng tôi. Use oil lamps anymore. We don't use oil lamp anymore. Có nghĩa là chúng tôi thì không còn dùng cái đèn dầu nữa. We have electric lights which are much brighter. Okay, we have electric lights which are much brighter. Có nghĩa là chúng tôi thì có đèn điện rồi, cái mà nó sáng hơn nhiều so với là đèn dầu. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. Okay, và bạn ấy nói tiếp là more villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. Ok, vậy ở đây bạn ấy có nói đến những cái phương tiện giao thông, đúng không? Phương tiện giao thông, ví dụ như là motorcycle, horse này, hoặc là walking. Vậy đáp án C ở trên bạn có nhắc đến này. Vậy thì tiếp này, câu số 3 ở dưới. Horse are still the only means of transport in the village. Vẫn là cái phương tiện giao thông duy nhất. Vậy có đúng không nhỉ? Không, đúng không? Bởi vì bạn ấy nói là hầu là nhiều người dân thì đang sử dụng xe máy để vận chuyển thay vì là cưỡi ngựa hoặc là đi bộ, đúng không nào? Vậy thì ngựa không phải là cái phương tiện giao thông duy nhất ở làng, đúng chưa? Vậy câu số 3 sẽ là four. Tiếp tục này. Chúng mình sẽ nghe tiếp nhé. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school. Okay. Which is dangerous in the rainy season. Okay, và bạn ấy nói rằng we village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. Oh, sorry. Okay, và có nghĩa là chúng tôi trẻ em làng thì không còn phải đi một chặng đường dài và băng qua suối để đến trường nữa. Việc này thì rất là nguy hiểm vào mùa mưa. Vậy ở đây bạn ấy có nói đến school, nói đến những cái thay đổi ở trường, đúng không nhỉ? Và trẻ em thì đã từng đi một quãng đường xa đến trường là đáp án đúng, đúng không? Bởi bạn bảo là we no longer nó có nghĩa là không còn nữa, được chưa nhỉ? Nghĩa là bạn ấy đã từng. Vậy câu số 4 sẽ là 2 này. Now there's a new school nearby. Bây giờ thì có một ngôi trường mới ở gần rồi, đúng không? School, nhắc đến school này. We also have more visitors from the city. We also have more visitors from the city. Có nghĩa là gì? Chúng tôi thì cũng có nhiều du khách đến từ thành phố hơn. Vậy bạn ấy có nhắc đến visitor này. Và more visitors are coming to see them. Có nhiều du khách thì đến thăm họ hơn. Vậy câu này sẽ là 2. Được chưa nhỉ? Và câu cuối cùng. They come to experience our way of life. Ok, và họ đến để làm gì nhỉ? Họ đến để
Họ đến để trải nghiệm lối sống của chúng tôi, đúng không nhỉ? They come to experience our ways of life. Ok, và đó là bài số 1 và bài số 2. Chúng ta sẽ sang bài số 3. Mặc dù mình đã dịch rồi, đúng không? Mình dịch rồi thì mình sẽ làm bài 3 dễ hơn rồi này. Listen again and answer the question in no more than 4 words. Có nghĩa là gì? Nghe lại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau. Nhưng cái yêu cầu ở đây là no more than 4 words. Có nghĩa là gì? Sẽ phải là nhỏ hơn hoặc là bằng 4 từ, được chưa nhỉ? Chúng mình nhớ nhá, no more than 4 words. Mình viết 4 từ thì được, nhưng mà mình viết 5 từ thì là sai rồi nhá, là không đúng. Ok, vậy câu hỏi đầu tiên này, who often tells the boy story about the past? Có nghĩa là ai thì thường kể chuyện cho cậu bé đấy về những cái câu chuyện ở trong quá khứ, đúng không nhỉ? Vừa nãy mình dịch rồi thì có bạn nào nhớ là ai là người kể chuyện cho bạn ấy không? His parents or his grandparents, bố mẹ của bạn ấy hay là ông bà của bạn ấy nhỉ? Thì nữa mình sẽ nghe lại một lần nữa để check nhé. Tiếp theo, câu số 2 này. What do the villagers now know more about? Là bây giờ ấy, thì những người dân biết nhiều hơn về điều gì, được chưa nhỉ? Vừa nãy thì mình còn nhớ là có một đoạn là nhờ có tivi, đúng không? Thì họ biết thêm về điều gì? Thì tí nữa chúng mình sẽ nghe để bắt được thông tin nhé. Câu số 3 này, where is the new school? Có nghĩa là gì nhỉ? Là trường mới thì ở đâu, đúng không? Tiếp theo câu số 4 này, what does the visitor want to experience in the village? Có nghĩa là khách tham quan thì muốn trải nghiệm điều gì trong làng? Vừa nãy mình dịch là muốn trải nghiệm cái gì nhỉ? Muốn trải nghiệm cái lối sống, đúng không? Ways of life. Vậy mình cứ thử nghe xem để check lại nhé. Ok, và giờ mình sẽ nghe và cô sẽ dừng lại ở đoạn đấy để chúng mình check này. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and answer the questions in no more than 4 words. My parents often tell me stories about their life in the past. Ok, vậy thì mình đã nghe được cái thông tin là my parents, đúng không nhỉ? Vậy thì đáp án ở đây chúng ta sẽ viết là câu số 1. Sẽ phải là, trong khi bạn ấy nói là my parent, nhưng mà mình phải nói là his parent, đúng không nhỉ? Bố mẹ của bạn đấy. Bố mẹ của bạn đấy thì thường xuyên kể cho bạn ấy này. It's not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. Okay, và ở đây, thanks to the TV, we know more about life outside our village. Vậy họ biết thêm được điều gì nhỉ? Là life outside their village, đúng không nhỉ? Cuộc sống bên ngoài ngôi làng của họ. Vậy câu số 2 sẽ là life outside their village. Ok, 4 từ rồi, đủ yêu cầu, đúng không? Đạt yêu cầu. Don't use oil lamps anymore. We have electric lights which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We village children no longer have to walk a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there's a new school nearby. Ok, now there's new school nearby. Vậy đáp án câu số 3 sẽ là nearby, đúng không nhỉ? Ở gần. Hoặc là mình có thể cụ thể hơn là ở gần đâu? Near the village, đúng không nhỉ? Ok, ở gần làng. Và câu cuối cùng này là khách tham quan thì muốn trải nghiệm điều gì? We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life. Okay, they come to experience our way of life. Vậy đáp án ở đây sẽ là our way of life, đúng không nhỉ? Sẽ là their way of life. Muốn trải nghiệm về cuộc sống của họ. Okay, vậy đó là mình đã hoàn thành được bài 1, bài 2, bài 3 của kỹ năng listening. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần writing, được chưa nhỉ? Writing. Ok. Writing. Yêu cầu của bài số 4. What do you think
Bạn nghĩ điều gì? Which changes in the listening do you see as positive? Mình còn nhớ positive là gì không nhỉ? Trong phần communication thì mình có positive and negative, đúng không? Positive là một điều gì đó tích cực này, còn negative là một điều gì đó tiêu cực. Vậy câu số 4, câu hỏi của bạn ấy là: em nghĩ gì, thay đổi nào trong bài nghe mà em cảm thấy là điều đó là tích cực này, và điều gì thì em cảm thấy là nó tiêu cực? Đúng chưa nhỉ? Người thay đổi nào là tiêu cực, thay đổi nào là tích cực, và support your opinion with a reason, why it out, có nghĩa là mình sẽ phải hỗ trợ ý kiến của mình này, lại nghĩa là khiến cho cái ý của mình nó chặt chẽ hơn bằng một cái lý do, a reason, và mình sẽ phải viết nó xuống, được chưa nhỉ? Ví dụ, it is good for villagers to have TVs. Nó thì tốt cho người dân để có TV này. Bởi vì sao? Lý do của bạn ý là they can now have more fun and learn more about different people and different places. Có nghĩa là bây giờ thì họ có thể có nhiều niềm vui hơn này và học được nhiều hơn về những cái người khác và những cái vùng đất khác. Đúng chưa nhỉ? Và đó là lý do. Vậy thì nghĩa là bạn ý đang nêu là cái sự thay đổi là có TV thì là một cái sự thay đổi tích cực, đúng không nhỉ? Positive change. Vậy mình có thể làm gì? Mình có thể nghĩ được những cái sự thay đổi nào nhỉ? Vừa nãy mình ở bài 1 mình thấy có là sự thay đổi của electrical appliance, đúng không? Vậy thì mình có thể dựa vào bài này, bài sau, bài mẫu. I think the electric light plays a very important role in the life of people living here. Và tôi nghĩ rằng là cái đèn điện thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mọi người đang sống ở đây, chứ nhỉ? It helps them see everything clearly at night so they can do more work. Và cái lý do của tôi support cho cái đó sẽ là nó thì giúp cho mọi người có thể nhìn mọi thứ một cách dễ dàng hơn, một cách rõ ràng hơn vào buổi tối, nên là họ có thể làm được nhiều việc hơn, đúng chưa nhỉ? Và ở đây mình có cấu trúc I think, tôi nghĩ rằng, để đưa ra cái quan điểm của mình, đưa ra cái opinion của mình, đúng chưa nhỉ? I think. Và ngoài ra thì mình có một cái, những cái để mình nêu ra những cái quan điểm nó rất là tích cực mình, ví dụ như là play a very important role. Đúng chưa nhỉ? Và ngoài ra là it helps nữa này, nó giúp cho mọi người thì làm thế nào, đúng chưa nhỉ? Mình có thể dựa vào những cái cấu trúc này để viết một cái bài viết khác của mình, đúng chưa nhỉ? Đây là một bài tham khảo thôi. Và ngoài ra, thay đổi nào nữa nhỉ? Thay đổi về ví dụ như là thay đổi về trường học đi, thì cũng sẽ có là a nearby school is very helpful to the children here. Tại sao này? Một cái trường học nó gần thì rất là hữu ích đối với những trẻ con ở đây, đúng không nhỉ? Bởi vì sao? Because they don't have to go a long way to school, which is very dangerous in rainy seasons. Có nghĩa là bởi vì là họ không phải đi một quãng đường dài để đến trường nữa, và bởi vì điều đó thì rất là nguy hiểm vào mùa mưa, đúng chưa nhỉ? Vậy thì mình có một cái cấu trúc khác để diễn tả một cái positive, một cái sự thay đổi tích cực này, là cái gì đó thì rất là hữu ích, đúng chưa nhỉ? It's very helpful. Okay. Và đó là hai cái bài mẫu này. Tiếp theo, mình có thể dựa thêm một bài mẫu nữa. I believe that more people will go to the village to experience life here. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đến thăm cái làng này, đúng không nhỉ? Để trải nghiệm cuộc sống ở đây. Và which is good for the locals. Và cái điều đó thì là một điều tốt cho người dân địa phương. The locals, người dân địa phương. Bởi vì sao? As they can develop tourism, có thể phát triển gì đấy? Phát triển du lịch, được chưa nhỉ? Mình có từ mới là the locals, là người địa phương này, người bản địa, và tourism là tham quan, được chưa nhỉ? Phát triển cái nền tham quan ấy. They will have more job opportunity, có nghĩa là cơ hội việc làm, job opportunity. Và and more money, bởi vì nhiều khách tham quan hơn thì mình sẽ có thể có những cái cơ hội việc làm mới và có thể có thêm nhiều tiền, đúng chưa nhỉ? Ok, vậy đó là positive. Vậy còn negative thì sao? Mình có thể nói như sau. However, these changes also have negative impacts. Có nghĩa là gì? Tuy nhiên thì những cái thay đổi này cũng có thể là có những cái ảnh hưởng tiêu cực, đúng chưa nhỉ? Negative impacts.
và mình có từ mới là impact. Và have negative impact có nghĩa là có ảnh hưởng tiêu cực, được chưa? Và ảnh hưởng tiêu cực là gì? Vậy there are more people, ví dụ là có nhiều người hơn, thì the more people are there, the more traffic jams, đúng không nhỉ? Càng nhiều người thì càng nhiều tai nạn giao thông, đúng không? À sorry, càng giao thông thì hay bị tắc, đúng không nhỉ? Hoặc là there are more people, there are less spaces, có nhiều người thì có ít không gian hơn, đúng không nhỉ? Tương tự như thế, less fresh air là có ít ít cái không khí trong lành hơn. Vậy đó có thể là những cái negative changes, được chưa nhỉ? Ok. Vậy bài số 5 này. Work in groups, discuss and find some changes in a rural area. Make notes of the changes có nghĩa là gì? Là thảo luận ở một nhóm này và thảo luận xem là những cái thay đổi nào thì đang diễn ra ở nông thôn, và chúng ta sẽ phải make note, nghĩa là chúng ta sẽ phải ghi chú lại, được chưa nhỉ? Vậy thì đây, cô cũng sẽ có một bài mẫu cho chúng mình. Mình để ý ra đây giúp cô nhé. The rural areas changes so much now. Một bạn nói rằng, à, cái khu vực nông thôn bây giờ thì thay đổi nhiều quá. Và bạn B nói rằng, ah, yes, it's true. Ồ, đúng rồi đấy. I think the first change is the villagers now live in a brick house instead of earthen ones. Ồ, tôi nghĩ là sự thay đổi đầu tiên là dân làng thì hiện đang sống ở nhà là bằng gạch, đúng không nhỉ? Thay vì là những ngôi nhà là bằng đất. Vậy, bạn kia có thể trả lời rằng and another change is that, và cái sự thay đổi khác thì là people in rural areas use running water, thì sử dụng nước máy này, and electricity to improve their working performance, thì sử dụng nước máy và điện để cải thiện cái hiệu suất làm việc của họ. Tiếp theo, vậy thì bạn kia có thể nói rằng, à, thêm vào đó, in addition, ngoài ra, they have established the hospital, thì họ đã thành lập bệnh viện này, and the school nearby, nghĩa là bình thường thì mình sẽ phải đi một quãng đường xa để đến bệnh viện, đến trường, đúng không? Thì bây giờ, mỗi làng quê thì đều đã có bệnh viện và có trường học rồi. Và it is greatly convenient for the villagers, và cái điều đó thì là rất thuận tiện. Rất là thuận tiện cho dân làng. Ok, và đó là bài số 5. Mình có thể dựa vào đây để tham khảo, đúng không nhỉ? Vậy còn bài số 6. Write a short paragraph about the changes, là viết một cái đoạn văn ngắn về những cái sự thay đổi. Vậy thì từ nãy đến giờ mình đã dùng rất là nhiều sự thay đổi rồi, đúng không nhỉ? Mình có thể tham khảo giữa bài 4 này, bài 5 hoặc là bài văn sau. Ok. There has been a lot of changes in my village in the recent years. Đã có rất là nhiều cái sự thay đổi trong ngôi làng của tôi những năm gần đây. Firstly, we are better equipped with many modern electric devices such as TV, fridge. Và đầu tiên thì là chúng tôi đã được trang bị tốt hơn với nhiều trang thiết bị điện hiện đại như là TV hoặc là tủ lạnh này. Tiếp theo, secondly, thứ hai là we have established hospital, school, buildings and factory nearby. Là chúng tôi thì đã xây dựng các bệnh viện, trường học và các tòa nhà cũng như là các nhà máy gần để which helps our local life better. Cái đó thì sẽ giúp cuộc sống địa phương của chúng tôi trở nên tốt hơn, đúng không nhỉ? Better. But especially, đặc biệt là young people could have more chance to get high paying jobs. Đặc biệt là những người trẻ tuổi thì có thể có nhiều cơ hội hơn để có thể có được một công việc lương cao. Và for this reason, và vì những cái lý do đó thì we really feel happy about the changes. Chúng tôi hoặc là họ, ok, sorry, chúng mình sẽ là we, chứ sẽ không ở đây, được chưa nhỉ? Chúng tôi thì cảm thấy rất là hạnh phúc về những cái sự thay đổi đó. However, tuy nhiên thì the changes also have some negative effects. Ok, vừa nãy mình có cái impact, thì bây giờ mình có một cái synonym của nó là effect, được chưa nhỉ? Đều là những cái sự ảnh hưởng và ảnh hưởng tiêu cực, negative. Và những ảnh hưởng tiêu cực là gì? Factory cause air and water pollution. Các nhà máy thì có thể gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước, air pollution và water pollution.
There are more people, có nhiều người hơn. More traffic jams and accidents, có nhiều người hơn này, ùn tắc giao thông này và tai nạn nhiều hơn này. Cũng như là less spaces, có ít không gian hơn này, và less fresh air là ít không khí trong lành hơn. Vậy tôi kết luận lại rằng I hope we could balance both positive and negative effects to get a beautiful life. Có nghĩa là tôi hy vọng là chúng tôi có thể cân bằng được các cái ảnh hưởng tích cực và tiêu cực để chúng tôi có thể có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn, được chưa nhỉ? Vậy ở đây, trong bài này thì chúng ta có thể học được những cái gì? Đầu tiên là bài phần mở bài thì bạn ấy đã nêu ra là có rất là nhiều sự thay đổi, được chưa nhỉ? Sự thay đổi như thế nào thì tôi sẽ nói ở đằng sau. Tiếp theo là bạn ấy dùng các từ nối, ví dụ như là firstly này, secondly này, especially này, và for the reason này, however, đúng không? Được chưa nào? Vậy thì đó là các từ nối mà mình có thể học tập. Đầu tiên là, thứ hai là, đặc biệt là, và vì những lý do đó thì như thế nào. Nhưng tuy nhiên là tôi đổi sang một cái ý khác. Ở trên là tôi đang nói về tích cực, đúng không nhỉ? Thì rồi tôi nói về tiêu cực thì tôi sẽ dùng từ however. Ngoài cái từ however ra thì mình có thể là dùng là nevertheless, được chưa nhỉ? Cũng có nghĩa là tuy nhiên, được chưa? Tuy nhiên là thế nào? Và kết luận lại rằng bạn ấy hy vọng I hope we could balance, được chưa nhỉ? Tôi hy vọng rằng là những cái thay đổi tích cực và tiêu cực đó thì chúng tôi có thể cân bằng với nhau để có một cuộc sống tốt hơn, được chưa? Vậy đó là những bài văn mẫu và những cái gợi ý cho phần listening and writing. Ok, vậy cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.